Trần Việt xin mến chào quý vị nha. Hôm nay Trần Việt nhìn thấy cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất là bất công đối xử với cái cô Ngọc Trinh, người mẫu Ngọc Trinh. Vì thấy cái hình người mẫu Ngọc Trinh nè, cổ đang gọi là biểu diễn trên cái xe mà phân khối lớn như thế này, cô đâu có tội gì đâu, mà đâu có cản trở lưu thông, đâu có gây rối rồi là trật tự an ninh gì đâu, mà tại sao bắt người ta 3 tháng tù, 3 tháng tù rồi bây giờ thả người ta nhưng mà vẫn có tội danh là phải 1 năm tù treo. Mình ở ngoài hải ngoại thành ra nói thật mình thấy rất là vô lý. Một người phụ nữ rất là can đảm mà lái một chiếc xe phân khối lớn như thế này mà biểu diễn gọi là rất là điệu nghệ nha. Rất là mình phải khâm phục đó. Mình là thanh niên mà mình cũng cũng biết lái xe chứ, nhưng mà mình thấy rất là khâm phục cái người phụ nữ này. Không? Thế giới mà có mấy ai mà lái được chiếc xe mà có thể mà ngồi như thế này để mà lái chiếc xe phân khối lớn như thế này. Trời ơi. Trần Việt đã nhiều lần nó bị té xe đó. Đâu phải là dễ đâu. Dừng giơ tay nữa. Đó. Mà người ta lái những cái chỗ mà đường vắng vẻ, người ta đâu phải là gây rối trật tự công cộng gì đâu mà kết tội người ta, kết tội cái điều gì 318 đó. Đó. Thành ra mình thấy cái luật pháp mà như vậy thì nó không có đúng. Nè, đây là cái bài viết của Ngọc Trinh nha. Ngọc Trinh thì viết rằng là trưởng thành hơn sau những lần vấp ngã. Chào các bạn. Hôm nay, sau một quãng thời gian dài, Trinh đã có cơ hội được gặp lại các bạn. Những người đã luôn ủng hộ và động viên Trinh bấy lâu nay. Trước tiên, Trinh xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước và pháp luật đã cho Trinh cơ hội quay trở lại cuộc sống thường nhật để thực hiện những ước mơ và công việc còn đang dang dở. Đồng thời, Trinh cũng muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến những người xung quanh đã phải chịu ảnh hưởng bởi hành động của Trinh. Chúng ta nhận xét thấy những cái lời mà xin lỗi như thế này, thì nó có ẩn ý gì hay không? Theo Trần Việt thấy thì Trần Việt thấy là cô ta đang chửi vào cái bộ mặt của cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tụi bay là tụi mọi rợ đó. Tụi mọi rợ đó là đã bắt tao 3 tháng trời, giam tao 3 tháng trời. Rồi bây giờ mấy tụi bay còn bắt 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 tao phải chân thành gửi lời cảm ơn đến Đảng và Nhà nước nữa. Thì mình thấy rõ ràng là một cái điều mà rất là mọi rợ, phải không? Đã bắt người ta rồi bây giờ người ta còn cảm ơn nữa. Chuyện đó là chuyện đó, nó không có thể xảy ra ở cái thế giới tự do rồi đó. Nhưng mà trong cái thế giới cộng sản á, thì mình hiểu được. Mình hiểu được, thành ra mình cho quý vị đọc cái bài viết về Ngọc Trinh nha. Linh Mỹ Nguyễn đây viết về Ngọc Trinh nha. Thì cái viết bài viết có tựa đề rằng là
Cám ơn người mẫu Trần Thị Ngọc Trinh đã vạch mặt chế độ mọi rợ Việt Cộng. Mời quý vị nghe cái bài viết này nha. Tại vì bài viết này nó có căn cứ đàng hoàng. Thành ra quý vị lắng nghe ha. Trước hết chúng ta cần phải phân tích xem cô Ngọc Trinh có phải đã vi phạm vào điều 318 hay không nhé. Điều 318 đã ghi rõ như sau. Mở ngoặc ra nè. Căn cứ theo điều 318 Bộ luật hình sự hiện hành quy định. Thứ nhất á, người nào gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt hành chánh, vi phạm hành chánh về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng cho đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Đó, trong cái điều 1 này đó chúng ta thấy đó, cô Ngọc Trinh hoàn toàn không có gây rối trật tự là công cộng. Rõ ràng cô ta hoàn toàn vô tội về cái điều 1 này. Đúng không? Rồi điều 2 nha. Điều 2 trong điều 318 của Bộ luật hình sự đó. Điều 2 nói rằng phạm tội thuộc trong các trường hợp sau đây thì bị phạt từ 2 năm đến 7 năm. Thứ nhất là có tổ chức. Ngọc Trinh chỉ làm có một mình thôi. Và có ông thầy hướng dẫn thôi. Có hai người nó không phải là tổ chức. Muốn gọi là tổ chức là nó cũng phải có, ít nhất là nó cũng phải có cả chục người thì mới gọi là tổ chức được. Và có hai người mà có làm sao là tổ chức. Thứ B á, thì dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách. Ngọc Trinh cũng không dính vào điều này. C, gây cản trở giao thông nghiêm trọng, cũng không có. D, xúi dục người khác gây rối, cũng không có. D, hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng, cũng không có. E, tái phạm nguy hiểm, cũng không có. Trong cái những cái điều mà từ A đến Y, từ A rồi đến E đó, điều 2 đó, cũng Ngọc Trinh cũng không có phạm tội nữa. Thành ra cái bài viết nói như thế này. Quý vị luật sư, hai người có tri thức, làm ơn đọc kỹ hai điều trên xem cô Ngọc Trinh có vi phạm điều gì không. Riêng tôi chưa thấy cô Ngọc Trinh chưa có vi phạm vào hai điều trên. Bây giờ phân tích nha. Cô Ngọc Trinh hoàn toàn không phạm vào luật gây rối trong công cộng vì việc làm của cô Ngọc Trinh chẳng gây ảnh hưởng kẹt xe ở nơi công cộng. Tôi thấy đường vắng chỉ có một mình Ngọc Trinh chạy nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến ai. Ngọc Trinh cũng chưa từng bị phạt hành chánh trước đây, coi như Ngọc Trinh hoàn toàn không vi phạm vào điều 1. Cô Ngọc Trinh cũng chẳng vi phạm điều 2, vì có hai người, cô và ông thầy dạy lái xe nên không phải gọi là tổ chức được. Từ điều A đến điều E, cô Ngọc Trinh cũng chẳng có vi phạm một điều nào. Luật pháp kiểu này là loại luật pháp mọi rợ ở xứ mọi rợ. Chẳng lẽ người Việt Nam lại không biết đọc tiếng Việt? Chánh án, thẩm phán, làm ơn chỉ cho tôi Ngọc Trinh đã phạm vào tội nào. Đừng sử dụng vi phạm điều 318 chung chung. Là cái ý là nó nói là báo chí nó kết tội là cô ta là bị phạm vào tội điều 318 của Bộ luật hình sự. Chung chung như vậy là sai luật.
Nếu Ngọc Trinh có tội gây cho hãy cho toàn dân biết Ngọc Trinh bị tội gì. Ai cũng biết điều 318, nhưng là phần 1 hay là phần 2? Thấy không? Phải cho chúng ta biết mình tội là tội 318 là biết rồi đó. Nhưng mà phải nói là phần 1 hay phần 2? Thấy không? Mà phần 1 thì nãy mình thấy không có, phần 2 cũng không có luôn. Thì bằng 2 á, thì phải nói là điều khoản gì từ A đến E mình cũng không thấy có luôn. Luật pháp có điều 318, nhưng khi buộc tội một bị cáo phải khẳng định rõ ràng điều 318, nhưng ở phần nào, phần 1 hay phần 2, rồi khoản nào từ A đến E, luật pháp nó phải rõ ràng như vậy chứ, phải nghiêm binh như vậy. Luật pháp mà tự nhiên rồi nói người ta bị phần 318 rồi không nói rõ là phần nào, phần 1 hay phần 2, rồi khoản nào. À, tôi viết bài này, tôi bảo đảm với quý vị, tòa án Việt Cộng không bao giờ có thể kết án cô Ngọc Trinh về phần nào. Nó có hai phần thôi, mà là phần nào, phần 2 hay là phần 1? Nó có hai phần à, khoảng mấy? Khoảng mấy thì nó có 6 khoản thôi, từ A đến E thôi, của điều 318. Họ chỉ biết kết án cô Ngọc Trinh cái tội chung chung là 318. Cái này gọi là luật pháp mọi rợ, tùy tiện, tùy tiện muốn sao cũng được. Sau khi cô Ngọc Trinh đã bị giam cầm suốt 3 tháng trời, cô đã được thả ra để nhận lãnh bản án 1 năm tù treo vì tội gây rối trật tự công cộng. Có lẽ mọi người quan tâm đến cô Ngọc Trinh đều biết rõ cô đã viết như sau. Trước tiên, Trinh chân thành gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước và luật pháp, pháp luật đã cho Trinh cơ hội quay trở về cuộc sống thường nhật để thực hiện những ước mơ và công việc còn đang dang dở. Đồng thời, Trinh cũng muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới những người xung quanh đã phải chịu ảnh hưởng hành động của Trinh. Xem những lời đính kèm ha. Đọc những lời cảm ơn Đảng và Nhà nước của cô. Cái này là phần bình luận, này mình thấy rất là hay. Nói thật, tôi vô cùng sung sướng và hài lòng. Vì nếu quý vị tin ý á, sẽ biết ngay cô Ngọc Trinh đó đang chửi thẳng vào chế độ mọi rợ, chửi thẳng vào một chế độ mọi rợ, trong khi tao vô tội, chúng mày giam tao 3 tháng thấy tao không có tội rồi chúng mày thả tao ra rồi buộc tao phải nói những lời cảm ơn chúng mày, thì chúng mày hành xử quá mọi rợ rồi. Không còn gì để nói nữa. Đó, một cái nhà nước mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa là cái nhà nước Cộng sản là nó mọi rợ khủng khủng khiếp lắm. Nó mọi rợ đến nỗi mà cả 6 triệu người phải bỏ nước ra đi mà. Chứ đâu phải là riêng là một mình Trần Việt đâu. 6 triệu người đã bỏ nước ra đi vì một cái chế độ mọi rợ. Người ta không muốn sống trong cái chế độ Cộng sản mọi rợ như vậy. Cái chế độ Cộng sản nó chỉ làm nghèo đói cái đất nước của mình. Làm sao mà người ta sống được? Thấy không? Trần Việt đây là một người gọi là cũng là vượt biển đây. Vượt biển bằng cái chiếc ghe đuôi tôm. Thấy không? Cái máy chạy đuôi tôm đó. 13 người trên chiếc ghe đuôi tôm để mà vượt thoát khỏi cái chế độ Cộng sản mọi rợ. Quý vị, mình nghe cái cô Ngọc Trinh, mình nói thiệt, mình rất là đau lòng. Mình rất là tức giận đó. Tại vì những người này họ là những người vô tội. Tại sao mình bắt người ta được? Bắt người ta bỏ tù 3 tháng rồi mà lại còn lên tiếng, rồi làm sao mà bắt người ta phải xin lỗi Đảng và Nhà nước
Trời đất ơi. Rồi, còn đã cảm ơn nữa, cảm ơn đảng và nhà nước. Chế độ gì đâu nó quá mọi rợ luôn rồi. Nghe không? Đây là những lời của Ngọc Trinh nói. Những lời Ngọc Ngọc Trinh nói nè. Trước tiên Trinh xin chân thành gửi lời cảm ơn tới đảng và nhà nước ta. Nhà nước và pháp luật đã cho Trinh cơ hội để quay trở lại cuộc sống. Đây là những lời gọi là chửi vào mặt đảng thì đúng hơn. Người dân người ta biết rõ hết đó. Thấy không? Bắt người ta 3 tháng tù rồi người ta trả lời cảm ơn nữa. Trời ơi, mà trong khi đó người ta biết rằng người ta vô tội. Người ta không có gây phá rối trật tự công cộng gì hết á. Người ta đi chạy xe biểu diễn chỉ có một mình người ta thôi. Thấy không? Cùng lắm là có 2 người thôi. Cùng có ông thầy dạy lái xe thôi. Rồi làm sao bắt người ta được? Bắt người ta một lúc cái điều là vô lý. Thế giới này mà khinh á. Khinh vào cái mặt mà bộ mặt của chế độ gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Cái tụi Cộng sản là nó vậy đó. Tụi Cộng sản đừng bao giờ nói cái luật pháp với nó. Nó đặt ra luật. Mà mình cũng đọc cái luật gọi là 318. Mình là người Việt Nam mà. Mình đọc 318 mình không thấy. Mình hoàn toàn không thấy gọi là cô Ngọc Trinh có bị tội gì nữa. Mình hoàn toàn mình không biết nữa. Mình coi là trong 318 đó mình thấy cô không có bị dính vào cái tội nào hết đó. Cứ nói là mà điều 318 là phá rối cái gì an ninh rồi trật tự công cộng rồi đó. Cô đây đâu có gây rối trật tự công cộng đâu. Không, mình đâu có thấy người nào mà đâu có cản trở lưu thông gì đâu. Rồi làm sao kết tội người ta được? Thế mà cái tội người ta 3 tháng trời rồi còn chưa đã nữa. Bắt người ta phải phải cảm ơn cái nhà nước nữa. Phải có cái sự mà bắt buộc. Thành ra luật Ngọc Trinh nó phải nói như vậy thôi. Không bắt buộc là trên khùng đó mà cảm ơn cái thằng mà đã giam mình 3 tháng trời. Vì cái gì mình không có tội. Phải không? Thành ra người ta biết cái rõ cái chế độ cộng sản là cái chế độ mọi rợ. Nó bắt mình cho đã rồi nó còn bắt mình phải cảm ơn nó nữa. Có người nào mà cảm ơn gì kỳ cục vậy? Phải không? Bắt người ta trong lúc mà người ta không có tội. Rồi, bắt người ta cảm ơn nữa. Vậy là Trần Việt nói cái chế độ cộng sản này là chế độ mọi rợ. Đúng không? Phải không? Quý anh chị mà cán bộ cộng sản nhào vô đi, nhào vô phản biện được những lời của Trần Việt nói không? Làm ơn phản biện đi. Không, chứ làm cái chế độ gì mà mỗi rợ một cái người phụ nữ mà họ tài ba như thế này mà họ không có gây gọi là tai nạn gì hết trơn, không có gây phá rối trật tự công cộng gì, tự nhiên bắt người ta vô tù à? Không. Rồi đã gì rồi. Bắt người ta phải cảm ơn đảng và nhà nước thả ra nữa. Trời đất ơi. Mình nghe mình nói mình thấy chế độ nó mọi rợ mà đến nỗi mà tận cùng của cái sự mọi rợ đó. Một chế độ mà tận cùng cũng có cái sự mọi rợ đó. Mà một phụ nữ người ta có cái tài ba như vậy. Mà đi bắt người ta phải mọi rợ không? Thôi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Mình ở hải ngoại mà mình tức quá. Mình cũng phải lên tiếng thôi để bảo vệ cho những người mà mình thấy họ vô tội. Đúng không? Quý vị hãy chất vấn mấy cái ông mà cầm quyền thử coi. Mấy cái ông này là mấy cái ông có tội đó. Tại sao mấy ông thờ lại cái cờ phúc kiến của giặc tàu? Cờ đỏ sao vàng là cái cờ phúc kiến của giặc tàu. Các ông thờ lại cái đảng của các ông, thờ lại giặc tàu đi thì được. Đừng có bắt toàn dân phải chào cờ cái cờ đỏ sao vàng. Bởi vì người ta biết rõ cái cờ đỏ sao vàng là cái lá cờ, cái nguồn gốc nó phát xuất từ giặc tàu.
Nó gọi là cờ Phúc Kiến. Các ông lấy cái cờ đỏ sao vàng, các ông làm cờ Tổ quốc, rồi các ông bắt toàn dân phải phải thờ lại, rồi các ông sử dụng cái thằng thiếu tá Hồ Quang, nó là đi cấp bậc là thiếu tá của quân đội nhân dân Trung Quốc, nó là thiếu tá Hồ Quang, Hồ Chí Minh, rồi các ông bắt toàn dân thờ lại cái tên giặc Tàu. Cái tên giặc Tàu là cái tên đó mà cầm cái lá cờ Phúc Kiến để mà năm 1945 để mà nói là Việt Nam có độc lập ngày 2 tháng 9. Đó là cái tên Hồ Chí Minh. Tên giặc Tàu cầm cái tờ cờ đỏ sao vàng. Chứ đâu có ai vẽ ra cái lá cờ đó đâu. Người Việt Nam đâu có sử dụng cái lá cờ đó bao giờ. Nó đâu có phải là truyền thống của dân tộc Việt Nam. Truyền thống của dân tộc Việt Nam là đầu voi phất ngọn cờ vàng. Nó có từ trước 2.000 năm rồi. Là Hai Bà Trưng đánh đuổi giặc Tàu phải dùng cái lá cờ đầu voi phất ngọn cờ vàng, chị em nương tử, rồi là thay quyền tướng quân. Cái người phụ nữ đầu tiên của Việt Nam là đánh đuổi giặc Tàu ra khỏi bờ cờ cõi là Trưng Trắc và Trưng Nhị, là Hai Bà Trưng đó. Tại sao không sử dụng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ? Nó là cái nguồn gốc của lịch sử của dân tộc Việt Nam. Tại sao lại đi sử dụng cái lá cờ Phúc Kiến, cờ lá Phúc Kiến của giặc Tàu? Phải không? Sự thật là nó vậy đó. Nghe là mình nghe cái cờ Phúc Kiến là mình thấy rõ rồi đó. Bây giờ Trần Việt cho quý anh chị em vô coi thử coi phải thấy đau khổ cho cái đất nước của mình không, thấy không? Cái cờ Phúc Kiến của giặc Tàu đây nè, thấy không? Thấy không? Cờ Phúc Kiến của giặc Tàu nè, tử huyệt của Đảng Cộng sản Việt Nam nè, thấy không? Đó, đây là hình ảnh của giặc Tàu nè, thấy không? Cờ Phúc Kiến của Trung Quốc nè, cờ Phúc Kiến Trung Quốc 1933 nó có rồi, chứ đâu phải là nó có trước năm 1945 mà, thấy không? Đó, nó tiếng Tàu không đó, thấy không? Cờ đỏ sao vàng nè, nó chỉ khác một tí xíu là nó đó. Đó, nó đợi tiếng Tàu, cái cờ nè, cờ đỏ sao vàng nè. Rồi mấy ông thấy người ta chửi quá, rồi mấy ông sửa lại thành cờ đỏ sao vàng ốm. Cái này nó sao vàng mập, nó hơi khác tí xíu. Nhưng mà cái nguồn gốc của nó là vẫn là lá cờ Phúc Kiến. Cái nguồn gốc của nó vẫn là lá cờ Phúc Kiến. Các ông không chạy đâu được hết. Thấy không? Người ta vẫn moi ra cái lá cờ này có từ năm 1933 của tỉnh Phúc Kiến. Các ông đâu có chạy ra được, chạy được. Thấy không? Sửa thành cờ ốm là cỡ như thoát tội hay sao? Nhưng mà cái gốc tích nó vẫn là cờ đỏ sao vàng. Phải không? Đó. Trần Việt nói như vậy đó. Thấy không? Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Có cái gì mà sơ suất thì cho Trần Việt xin lỗi nha. Tại vì mình nói thật mình cũng hơi lớn tuổi rồi, thành ra mình ăn nói bây giờ nó không có rõ ràng mấy nữa. Cảm ơn quý anh chị. Thôi, rồi xin kính chào nha.